Hi, xin chào các bạn. Thì các bạn cũng biết là khi mà các bạn đi học ở nước ngoài á, thì vấn đề các bạn sẽ gặp được rất nhiều bạn bè người nước ngoài là chuyện đương nhiên. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một số bạn người nước ngoài mà mình đang học chung. Đây, đây là những bạn người Trung Quốc. Và đây là hai người bạn Campuchia. Và tiếp theo đây là người bạn đến từ Trung Quốc. Đến từ Pháp. Xin chào, tôi lại Paris. Thì các bạn cũng biết là khi mà các bạn học ở nước ngoài như vậy đó, thì các bạn sẽ gặp được rất nhiều các bạn được đến từ nhiều nước khác nhau, trong đó có là Trung Quốc. Xin chào, tôi tên là Lam Bi Hoa. Nhưng mà các bạn đi ra khỏi nhà rồi, bạn gặp toàn là Trung Quốc thôi. Và thì trong số đó đương nhiên cũng sẽ có một số người bạn đến từ phương Tây. Ở đây thì có một bạn tên là Perry đến từ Pháp. Bonjour, je m'appelle Ferré Sacre et puis je suis l'ami de Hong An. Je l'ai rencontré en cours et voilà. Bonjour, c'est ça. 그냥 그 Hong An 수업에서 만나서 기분이 좋아. Bạn ấy nói là gặp một người đẹp trai như mình thì các bạn bạn ấy rất là vui. Và cuối cùng sẽ đến hai bạn đến từ Campuchia. Thì hai bạn này rất là dễ thương. Hai bạn này khá là dễ thương, học chung lớp từ mình. Thì mình biết dân Campuchia, dân đen đúa một tí. Đây nhìn cho biết. Ê, dân Campuchia. À lộn, xin đây là những bạn Campuchia. Nói chứ thực ra đây là hai người bạn đến từ Việt Nam. Cái tỷ lệ các bạn gặp người Việt Nam Hàn Quốc cũng nhiều đằng sau đám Trung Quốc thôi. Thế nên các bạn đừng có lo về vấn đề mà chúng ta ra nước ngoài mà chúng ta không được gặp người đồng hương. Nếu các bạn muốn có một cuộc sống du học vui đó, thì các bạn nên ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người bạn ở khắp các nơi trên thế giới thì sẽ vui hơn so với việc các bạn tiếp tục ở trong nhà như vậy. Và sau đây mình sẽ cùng các bạn ấy ăn món gà. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem món gà Hàn Quốc như thế nào. Qua Hàn Quốc này rất chuộng món gà nên các bạn qua Hàn Quốc thì bạn sẽ được ăn gà nhiều hơn là cả ăn cơm á. Nước ngon mà cay quá. Tụi mình tiếp theo tụi mình sẽ đi Norebang ở Hàn Quốc. Thì các bạn cũng biết ở Hàn Quốc có văn hóa gọi là văn hóa bio phá lộ văn hóa Norebang. Khi buồn bạn cũng đi Norebang, khi vui bạn cũng đi Norebang, lúc nào bạn cũng đi Norebang. Sau khi hát karaoke xong thì mình đang đi về ký túc xá. Nhìn qua đây. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay. Các bạn, tại bây giờ các bạn thấy ở Hàn Quốc người ta nói chuyện nó khói chưa? Giờ để cho các bạn thấy người ta nói chuyện nó khói nè. Nào rồi đó. Một bát sò, Ba bát trái bò. Hai bữa.
khó vô chứ. Thôi các bạn thấy khó chưa? Đó là khó lắm.